Việc bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và miền Trung, nên cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo loại bệnh trên heo này không lây lan sang người, đồng thời tăng cường nguồn cung cấp thịt heo sạch đến người tiêu dùng. Thực tế cho thấy, do lo ngại về bệnh dịch tả heo châu Phi của người dân, nên sức tiêu thụ thịt heo tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có giảm so với trước đây. Cũng lo nhưng mà cái heo của chị là bảo đảm an toàn hết trơn, lấy thịt là có giấy kiểm dịch của vệ sinh an toàn phẩm đó, thú y kiểm dịch đàng hoàng. Nhưng mà hôm nay cũng lo, nhưng mà nhiều người ta hiểu biết đó, người ta mua thịt của mình nó cưng, ta biết cái chỗ mình là lấy heo sạch an toàn. Chị có nghe dịch tả bệnh châu Phi không? Dạ có, nhưng mà em vẫn ăn, nhưng có nguồn gốc tin tưởng rất là dạ, nên em cũng ăn. Do chính quyền địa phương và ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ, nên người tiêu dùng vẫn lựa chọn thịt heo làm thức ăn cho bữa cơm chính trong gia đình mình. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10 ngày trở lại đây, giá thịt heo bán tại các chợ truyền thống giảm từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi ký. Sức mua giảm khoảng 30 đến 40% so với trước. Ngược lại, với các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị trên địa bàn vẫn cung cấp lượng thịt heo dồi dào và sức mua của người tiêu dùng có chiều hướng tăng hơn so với trước khi có thông tin dịch bệnh tả heo châu Phi. Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tại Tây Ninh, hiện sức tiêu thụ thịt heo tại các hệ thống siêu thị của đơn vị có chiều hướng tăng nhẹ. Trong giai đoạn cái dịch tả lợn châu Phi đó lan hoành hành tại Việt Nam thì lượng khách mua hàng tại siêu thị vẫn bình thường và có sức mua tăng từ 10 đến 20%. Thì trong thời điểm này siêu thị vẫn giữ giá, không tăng giá do nguồn cung đầu vào có thiếu hụt, tuy nhiên siêu thị vẫn đảm bảo là cung cấp thịt đầy đủ chất lượng cho người dân, người tiêu dùng ở tỉnh Tây Ninh. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết, dịch tả heo châu Phi không lây bệnh qua người, nên người tiêu dùng cần bình tĩnh, không hoang mang hay quay lưng lại với thịt heo, mà cần phải lựa chọn các loại sản phẩm thịt heo an toàn, rõ nguồn gốc, không bị bệnh và chế biến hợp vệ sinh.